Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh YouTube Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Chủ đề chính trong video buổi tối ngày hôm nay Safari gửi gắm cho cho cả nhà đó là một sự kiện lớn sắp đến mà 90% F0 trên thị trường chứng khoán đều không biết và chắc chắn đây sẽ là một trong những sự kiện tác động vào chỉ số thị trường của chúng ta trong khoảng tầm 1 2 tuần sắp tới đây và có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tương đối đối với lại danh mục quý anh chị nên trong video buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ góc nhìn về sự kiện này từ đó đưa ra một số những dự báo để giúp cho quý anh chị có hướng hành động phù hợp nhất đối với lại thị trường chung và nếu như video buổi tối ngày hôm nay mang lại những giá trị lợi ích cho quý anh chị thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho quân đông ủng hộ cho safari bằng cách là cả nhà tặng cho kênh một cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới kênh và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối và gắn kết với nhau tốt hơn thì đông mời cả nhà nhấp vào nút đăng ký kênh màu đỏ để sắp tới Safari chia sẻ những video mới sẽ gửi ngay thông báo để cho anh chị sớm nhất và quan trọng hơn hết là để cho chúng ta có cơ hội được trao đổi nhận được các khuyến nghị tư vấn về thị trường cũng như là cổ phiếu thì Đông mời cả nhà quét mã QR code ở phía góc bên trái trên màn hình để tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng anh chị nào không quét được mã QR code thì Đông có để hai cái đường link dưới phần mô tả dưới phần bình luận và rất mong có thể gặp được anh chị trong nhóm sớm nhất để chúng ta cùng nhau hợp tác đầu tư và cùng nhau tăng trưởng tài sản giai đoạn sắp đến anh chị ha. Chia sẻ một chút về video hôm trước, đông có chia sẻ cho cả nhà. Chủ yếu là chúng ta tập trung vào, đó chính là cái luận điểm về các cái kỳ báo cáo hoạt động kinh doanh thường sẽ diễn ra và sẽ làm cho thị trường của chúng ta có những nhịp rung lắc như là những nhịp đảo pha kỳ vọng của một số những cái ngành nghề cũng như là với một số những mã cổ phiếu nhất định thì có thể trong quý này nó đã phản ánh hết những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư thì bắt đầu nó sẽ chuyển sang một cái pha điều chỉnh hoặc là pha đi ngang nhường cái cơ hội tăng giá đó cho một số những cái nhóm ngành mới thì khi mà thị trường của chúng ta đi vào cái giai đoạn đảo pha như vậy nó sẽ có những cái biến số rung lắc nhất định cho nên quan trọng nhất là cả nhà của chúng ta cũng nên giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu làm sao cho nó hợp lý nhất anh chị ha và thường những cái giai đoạn khi mà thị trường của chúng ta điều chỉnh rồi thì lúc đó chúng ta mới thấy có nhiều thông tin xấu ra và khi mà thị trường đang tăng thì lúc nào cũng có thông tin tốt cho nên thông tin thường sẽ đến với nhà đầu tư của chúng ta trong một trạng thái đó chính là thông tin cuối cùng cho nên cả nhà của chúng ta cũng nên có một cái góc nhìn phỏng đoán trước để mà chúng ta đưa ra những cái hành động làm sao cho nó phù hợp anh chị nào mà chúng ta quan tâm góc nhìn này có thể xem lại cái video gần đây nhất à, mà đồng có chia sẻ cho quý anh chị ha còn trong cái video buổi tối ngày hôm nay một cái sự kiện mà có lẽ gần như f rất ít tiếp xúc với những dạng thông tin này và cũng rất ít nhà đầu tư nào mà chúng ta à, tìm hiểu sâu bởi vì dường như nó không thực hiện ở trên thị trường chứng khoán quá nhiều và các cái thông tin nó cũng không có quá nổi trội và đây thường là những dạng thông tin được công bố ngay chính những cái trang web của các cái quỹ đó thì sắp tới đây đông chia sẻ với quý anh chị đó chính là sự kiện chốt nav người ta hay gọi là chốt náp mà quý anh chị có nghe ở đâu đó một số các cái chuyên gia là các cái bài báo có phân tích thì thường các hoạt động mà chốt NAV của các cái quỹ đầu tư à, nó sẽ thường vào một quý anh chị ha nhưng mà sẽ có hai kỳ quan trọng nhất ở trong năm đó chính là kỳ chốt NAV giữa năm tức là giai đoạn là cuối quý 2 và NAV chốt náp giai đoạn cuối năm cho tổng kết cả một năm đây sẽ là hai kỳ quan trọng nhất vậy hoạt động chốt NAV là gì mà đông lại đánh giá nó quan trọng như thế để hình dung nôm na và đơn giản nhất thì đông chia sẻ với quý anh chị các cái quỹ đầu tư có quỹ đóng, có quỹ mở Họ sẽ thường huy động tiền của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đó để họ đem tiền đó đi đầu tư vào thị trường Vì cái mà họ mang ra để xô ra cho nhà đầu tư của chúng ta thấy Đó chính là cái hiệu suất đầu tư của họ để tạo ra sự hấp dẫn Chúng ta thấy một cái quỹ tốt, à, có hiệu suất cao thì người ta mới tự tin bỏ tiền vào Còn cái quỹ đầu tư mà hiệu suất nó thấp thì làm sao mà chúng ta tự tin bỏ tiền vào Vì câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là họ lấy gì để họ so sánh là cái quỹ đó hoạt động tốt hay là cái quỹ đó hoạt động không tốt thì chắc chắn nó sẽ được so sánh đối với lại chỉ số của VN-Index hoặc là có một số quỹ người ta sẽ so sánh với lại chỉ số của VN30 để mà người ta đánh giá cái hiệu suất của người ta ví dụ năm nay đơn giản nhất năm 2020 đông ví dụ của anh chị ha à, cái này không phải là số đúng năm 2020 năm 2020 thì VN-Index của chúng ta tăng điểm là khoảng là 10% đi đông ví dụ là như thế 10% thì một cái quỹ nào đó à, cũng trong năm 2020 luôn đây là một cái quỹ ít đi anh chị ha. Nó tăng trưởng hơn VN Index là khoảng tầm 12%. Vậy thì người ta có thể kết luận rằng là quỹ này đầu tư có hiệu suất vượt trội hơn so với lại thị trường. Thì chắc chắn là nếu như đối với lại một nhà đầu tư không có quá nhiều kinh nghiệm hoặc xem đây là một cái kênh đầu tư thêm của mình thì chắc chắn là người ta sẽ lựa chọn là rót tiền vào cái quỹ này. À, vì nó đang có hiệu suất cao hơn so với lại thị trường mà anh chị đó thì đây là cách mà quỹ họ huy động cho nên chắc chắn vào những cái kỳ gọi là chốt nav để mà người ta đánh giá xem cái quỹ đó hoạt động tốt hay là xấu thì người ta sẽ à, đánh giá dựa trên cái hiệu suất đầu tư thì cái này nó sẽ có hai cái vấn đề à, anh chị thấy đông ba cho anh chị là hai cái biến số tức là một là quỹ đầu tư hiệu suất cao hơn so với lại thị trường nhưng cũng có một ý ngược lại mà nhiều nhà đầu tư của chúng ta bỏ qua và trong một 2 năm đổ đầy đây thì cái cách hoạt động của họ để làm sao cho quỹ của họ outperform gọi là vượt trội hơn so với thị trường á nó khác giai đoạn trước đó bởi vì sao? Bởi vì trong một hai năm đổ ở đây bối cảnh chung nền kinh tế của chúng ta đang gặp vấn đề và dòng tiền khối ngoại đang rút rồng ra khỏi thị trường chứng khoán của chúng ta rất lớn và anh chị thấy là từ đầu năm nay là khối ngoại duy trì cái đào bán rồng trong một tuần đổi ở đây đi thì cái áp lực bán rồng khói ngoại rất nhiều tức là cái bối cảnh chung dòng tiền đang bị bó hẹp rất nhiều cho nên việc mà họ kéo cái danh mục của họ lên cao hơn so với trường họ tốn rất nhiều chi phí thì có một cái cách làm khác nó cũng giúp cho quỹ của họ alpha so với trường tức là họ đẩy cái chỉ số vừa index xuống thấp hơn so với lại cái mức mà họ có thể kéo cái quỹ của họ lên được. Tức là trong cái thời điểm đó ví dụ như chị hãy là 10, 12% đi, thì đông ví dụ cái hiệu suất quỹ của họ trong cái thời điểm đó họ chỉ có thể đạt được ở một cái mức là khoảng tầm là 10% thôi, họ không đạt được 12%. Cho nên ví dụ như cái việc mà 10%, 10% so với thị trường á, thì họ sẽ không outperform được. thì lúc đó họ sẽ đè cái chỉ số VNX của chúng ta xuống 9% và quỹ của họ làm sao họ không tác động vào những cái danh mục mà họ đang nắm mà vẫn đè được của thị trường và cái quỹ của họ vẫn có một cái mức hiệu suất là khoảng tầm là 10% thì lúc này quỹ của họ vẫn được tính là outperform so với thị trường và đây chính là cái cách làm của một hai năm trở đây khi mà bối cảnh chung dòng tiền của chúng ta không quá nổi trội à, và chắc chắn chị đông chia sẻ cái này ra thì cũng nhiều anh chị của chúng ta gần như đây là một cái kiến thức nó khá là mới nhưng mà với những cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 12 à, vào thời điểm là cuối tháng à, là nó thường xảy ra những cái hiện tượng như thế này và chắc chắn là sẽ có biến động vào thị trường chung của chúng ta ha cho nên là chia sẻ quên thì như thế và rõ ràng cái kỳ chốt nữa với sắp tới là vào cái thời điểm anh chị thấy nè đông có rơi chuột nè là khoảng tầm uh, ngày uh, 24 tháng 6 là bắt đầu tuần cuối cùng và cho tới cái ngày cuối cùng đây ngày cuối cùng thì nó sẽ là ngày 28 tháng 6 à, ngày 28 tháng 6 tức là ngày mà họ chốt cái nợ AV giữa năm à, thì khả năng rất cao là cái cách làm của họ cũng sẽ là đè chỉ số chung và sẽ làm sao giúp cho danh mục của họ outperform sau đây trường chứ còn cái cách này nó sẽ không phù hợp để làm cho bối cảnh hiện tại mà nếu như làm cách này họ phải tốn rất nhiều nguồn lực và thực ra nó không hiệu quả và có nhiều rủi ro cho nên cách làm này sẽ được ưu tiên hơn cho nên đây cũng là một trong những cái rủi ro mà sắp tới thị trường chung của chúng ta có thể sẽ bị tác động tức là anh chị thấy là chỉ số của chúng ta không tăng điểm nhưng mà sẽ có một số những cái cổ phiếu đơn lẻ là nằm trong danh mục quỹ của họ sẽ tăng trưởng rất tốt so với thị trường thì ngày hôm nay cũng đã có một cái ví dụ minh chứng cho cái điều đó đó chính là cổ phiếu VB Bank là một trong những cổ phiếu thuộc nhóm VN30 và đây cũng là một trong những cổ phiếu có quỹ nắm rất nhiều và đặc biệt nó thuộc trong cái danh mục quỹ đây là một trong những quỹ lớn nhất thị trường của chúng ta chị ha là quỹ Việt Nam Enterprise Investment Limited À, quỹ này là của Dragon Capital, quỹ này chắc chắn là lớn nhất Việt Nam rồi Thì trong danh mục của quỹ này, đông rung to một chút để cho cả nhà của chúng ta thấy ha Anh chị thấy là mã cổ phiếu VB Bank nè Nó chiếm trong cái danh mục quỹ là khoảng tầm 7,6% Nhưng mà cái cổ phiếu VB Bank này nó chiếm cái đối trọng trong cái à, VNX của chúng ta Nó chỉ chiếm khoảng tầm là 2,8% thôi. Cho nên chắc chắn khi mà họ đẩy VB Bank lên nó cũng sẽ tác động vào thị trường à, Nhưng mà nó sẽ không tác động vào thị trường quá nhiều và nó sẽ tác động gấp 3 lần anh chị thấy là 7,6 với lại 2,8 mà nên nó tác động gần gấp 3 lần tức là khi VB Bank tăng lên một thì nó sẽ giúp cho cái hiệu suất của cái quỹ này nó lên khoảng tầm 3 nhưng mà chỉ giúp cho thị trường tăng thêm một phần đông ví dụ là như thế cho cả nhà chúng ta dễ hiểu cho nên chắc chắn trong cái kỳ sắp tới anh chị nên để ý những cái danh mục quỹ mà quỹ có nắm nhiều chắc chắn những cổ phiếu đó nó sẽ có lực đỡ rất tốt so với lại cái đà rung lắc của thị trường đó. cho nên đây mới chính là một trong những cái điều quan trọng nhất mà Đông muốn phổ biến và chia sẻ qua nhà trong video buổi tối ngày hôm nay. Cho nên cũng từ cái góc nhìn này thì chúng ta suy ra trước cái câu hỏi đầu tiên mà rất nhiều anh chị đặt cho Safari. Đó chính là liệu bối cảnh như hiện tại sau cái đáo hạn phái sinh thì thị trường sẽ vận động như thế nào? Thì theo góc nhìn của Đông đánh giá thì khả năng cao là thị trường vẫn sẽ vận động sideway quay đi ngang. và rất khó để cho có một cái đà tăng và cũng có rủi ro tìm ẩn cho một cái đà điều chỉnh và giảm điểm xuống và cái xác suất mà đông đánh giá là thị trường đi ngang đó anh chị thị trường đi ngang nó sẽ khoảng tầm là 60 phần trăm còn cái đà mà để mà thị trường có rung lắc mạnh và điều chỉnh và giảm á, có thể là sẽ khoảng tầm là 40%. Cho nên rõ ràng là chỉ số chung của chúng ta không tạo ra quá nhiều các cơ hội. À, cho nên là những cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm một cái mức tỷ trọng cao, anh chị có sử dụng margin thì chắc chắn là chúng ta phải suy nghĩ tới câu chuyện đó chính là hạ tỷ trọng và nắm giữ một cái tỷ trọng như một cái nó phù hợp nhất. Và Đông cũng có đề xuất cho cả nhà, đây là cái đề xuất chung của team Safari là anh chị chỉ nên nắm khoảng 50 cho tới 70% cổ phiếu. À, trong cái giai đoạn này anh chị ha và tuyệt đối là chúng ta sẽ không margin anh chị ha để mà chúng ta có một cái lượng tiền đòn bẩy khi mà thị trường có rung lắc thì anh chị có nhiều cơ hội hơn à, cho nên với góc nhìn phân tích này thì đông không kỳ vọng quá nhiều vào thị trường à, và chúng ta sẽ đi sâu một chút là các quỹ đang nắm nhưng mà cổ phiếu này nhiều để cho anh chị chúng ta có thêm thông tin ha ví dụ như mà ví dụ như một quỹ lớn nhất thị trường của chúng ta thì đang nắm cổ phiếu hòa phát là 8,7% trăm à, và nắm cổ phiếu Mobile World nè là cổ phiếu mà WG đó cả nhà là 8,3% nè cổ phiếu ACB 7,6 phần trăm băng 7,6 phần trăm FPT nắm 7,5 phần trăm và anh chị nhìn đi rõ ràng là cái danh mục này nó đang rất tốt so với lại thị trường nếu mà anh chị nắm cái danh mục này thì thấy rõ ràng là lực đỡ cái cổ phiếu này nó đang rất mạnh nó đang rất mạnh anh chị ha và có một số một phiếu như là SI được rồi nó không tốt nè Vinhome nó không tốt nè nhưng rõ ràng là cái gì cái câu chuyện của Vinhome á, là Vinhome trong quỹ veo nó chỉ có 27% nhưng mà trong tỷ trọng của Vinhome nó tới 3,3% cho nên có thể là họ sẽ tận dụng cái việc là họ sẽ đè Vinhome xuống họ sẽ đè Vinhome xuống bởi vì cái cái mức của Vinhome trong Vinhome của chúng ta nó có tới 3,3% nó cũng tương đối lớn anh chị ha nó sẽ có yếu tố là tác động nè đó còn ví dụ như là anh chị thấy là những cái danh mục như là Hòa Phát nè, Mobile World nè hay là ACB đợt vượt qua nó rất là khỏe so với thị trường hãy đóng mở cho quý anh chị xem nè đây ACB nè anh chị thấy không nó giữ đi ngang rất là khỏe Tech công băng ngày hôm nay sau khi chia cổ tức nè nó vẫn tiếp tục có một cái nhịp tăng MWG trong nhịp vừa qua gần như không chỉnh được bao nhiêu cả mình cũng canh mà cổ phiếu này để mình mua gia tăng thêm nhưng mà nó không chỉnh nhiều ngày hôm nay nó tiếp tục nó có một cái nhịp phục hồi sau một cái phiên à, tăng điểm tương đối tốt của ngày hôm qua nè cho nên nhìn vào cái danh mục này rõ ràng chúng ta thấy là đang có hiện tượng là cơ cấu để làm sao cho quỹ này đang outperform so về thị trường và có thêm một cái biến số này nữa là đông muốn anh chị xem nè đó là tại vì mình cũng theo dõi các kỳ cơ cơ cấu quỹ cũng như là cái kỳ chốt nát thì cái cơ cấu quỹ này là sẽ vào thứ sáu ngày mai là các cái quỹ ETF thì đông đánh giá nó cũng không tác động quá nhiều cái đông đang nói để mà anh chị không nhầm lẫn đó chính là kỳ chốt NAV của giữa năm và kỳ chốt NAV cuối năm ha thì anh chị xem đó đối với là cái quỹ lớn nhất của thị trường á thì anh chị có thể mở cái trang web này xem nè à, mở trang web này xem đó là veo Gạch à, đa com ha cái này là web công khai không phải là nội bộ gì cả thì anh chị để ý đi các cái kỳ chốt NAV giữa năm và cuối năm thường của quỹ này á, thì họ sẽ kéo làm sao cho cái chỉ số quỹ của họ hiệu suất quỹ của họ nó bằng với lại chỉ số của VN30 à, trong thời gian trước đó thì họ thường sẽ lấy tham chiếu của VNX nhưng mà sau cái giai đoạn năm 2022 á, thì thường cái quỹ này họ sẽ lấy cái tham chiếu là VN30 trong ví dụ cho quý anh chị xem đây là anh chị xem nè cái thời điểm mà của tháng 6 năm 2022 ha cả nhà xem đây ha đây anh chị thấy nè bên này đảng 6 nè trước đó là nó có một cái gáp nè à, ngày 12 tháng 5 nè hôm là nó cách cứ là sai nhưng bắt đầu dần dần nó đang tỉnh tiến về dần nè à, mà cái năm nay thì rõ ràng là à, quỷ năm 2022 nó không tốt lắm cho nên là họ cũng không kéo được nhiều nhưng bắt đầu anh chị hãy là từ cái giai đoạn mà cuối năm 2022 nè đây là giai đoạn này chị thấy nè đó là họ đang cố gắng là kéo làm sao cho cái hiệu suất quỷ veo là cái đường màu xanh anh chị ha. À, đợt cuối năm nay thì họ kéo làm sao cho cái quỷ veo nó hơn với lại chỉ số VIN 30 cả nhà thấy nè. Đó cả nhà họ đang thấy nếu mà anh chị rung lớn lên chị thấy là cái đường màu xanh nó lớn hơn cái đường màu xám. Rồi tiếp tục tới tháng 6 năm 2023 đi ha anh chị ha. Đây tháng 6 năm 2023. Đây ngày 30 tháng 6 năm 2023. 00... 23 nè anh chị thấy nè đó. thì cái đường màu xanh này nó cũng nhóm nhẹ hơn một chút so với lại cái đường màu xám này à, và tiếp tục tới cái thời điểm là cuối năm cuối năm anh chị thấy đây cuối năm là ngày 31 tháng 12 năm qua 23 nè thì cái đường màu xanh này nè nó cũng cao hơn một chút so với cái đường màu xám này và trước đó thì có những giai đoạn mà nó cao nó thấp hơn nó không quan trọng nhưng mà tới cái kỳ chốt quỹ là cỡ gì nó cũng cao hơn và tới bối cảnh hiện tại thì anh chị đang xem nè thì cái quỹ veo này nè anh chị chị thấy là cái đường màu xanh này nè nó đang thấp hơn tương đối so với lại Vin30 cho nên chắc chắn trong khoảng tầm 1-2 tuần sắp tới đây Họ sẽ kéo cái quỹ này lên tương đối để mà bằng với lại chỉ số của VIM30 Vì nếu như cái hiệu suất của họ mà thấp thì cái cái việc mà nhà đầu tư rút vốn nó sẽ cao Và cái việc mà có dòng vốn mới tham gia vào nó sẽ rất là thấp Và chắc chắn là nó sẽ không có lợi cho cái quỹ này à, và đây là quỹ lớn nhất của thị trường cho nên nó sẽ có sự tác động tương đối mạnh anh chị ha cho nên Chắc chắn là cái chỉ số à, ba 30 của chúng ta dành sắp tới nó sẽ khó tăng mạnh được thậm chí là nó sẽ tác động vào thị trường chúng ta nó khó tăng mạnh được bởi vì dường như nhịp tăng trong giai đoạn vừa qua của thị trường đó, đến từ VN30 là động lực chủ yếu chắc chắn nó sẽ tác động vào nhóm VN30 và những mã cổ phiếu khi mà veo nắm nó sẽ có những cái động thái tăng điểm tích cực hơn để làm sao cho cái quỹ này cuối cái ngày chốt náp tức là ngày 28 tháng 6 này nó sẽ bằng hoặc là cao hơn so với lại Vin30 để họ đảm bảo được cái việc là hoạt động quỹ, cái hiệu suất mà nó tốt. Đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng. Và khi mà mình thấy cái gap này, cho nên là buộc mình phải làm video buổi tối ngày nay để mà chia sẻ cho anh chị cái vấn đề này, để mà cho anh chị quan tâm ha. Thì cái danh mục này nếu mà anh chị mà muốn đau về anh chị nghiên cứu á, thì anh chị vào cái trang web mà anh chị kéo xuống đây nè, nó có cái phần alpha nè, thì cái uh, monthly report này tức là là họ là họ sẽ báo có hàng tháng thì mình xem thì cái này là mình đang xem của cái kỳ tháng năm anh chị ha, mai 2024 là tháng 5 đó, Cho nên là các cái mặt cổ phiếu này trong đây khả năng rất cao là sẽ có những cái nhịp kéo. Thì Đông đang xem thì khả năng rất cao là sẽ có cổ phiếu vi băng nè, bởi vì cái tỷ trọng trong quỹ của họ này nó cũng đang tương đối lớn nè. và có thể là mặt cổ phiếu Mobile World là một trong những cổ phiếu có thể sẽ kéo nợ về rất mạnh bởi vì sao? Bởi vì đây là mặt cổ phiếu nó chiếm cái trọng số cho thị trường nó chỉ có 1,8 thôi anh chị, nhưng mà nó chiếm trong cái quỹ này lên tới con số là 8,3%. Thì đây có thể là sẽ là cái tâm điểm cho sắp tới nè để mà cả nhà nếu mà có nắm thì anh chị phải là quan tâm được nè đó, có thể mình xem tiếp tục như Techcombank công Băng thì năm đánh giá cái việc mà kéo nè av nó sẽ không nhiều bởi vì cái cái việc mà kéo như thế này nó sẽ không tạo ra quá nhiều là cái gap cho họ à, không tạo ra quá nhiều cái gap cho họ à, cho nên là anh chị cũng phải là cân nhắc những cái như thế này còn ví dụ như cái cổ phiếu nào mà có cái trọng số trong vnet của chúng ta lớn á, hoặc là trong ba 30 lớn thì có thể là mà cổ phiếu đó dễ bị điều chỉnh để mà làm sao cho cho cái chỉ số ba 30 chỉ số bình nó thấp hơn so với lại cái danh mục quỹ của họ đây chính là cái mà mình muốn chia sẻ nhấn mạnh cho quý anh chị ha và ngoài cái quỹ veo này ra thì chỉ xem những cái quỹ lớn của Dragon Capital đây là một tay chơi lớn nhất của thị trường trong cái thời điểm hiện tại cũng như là và có một cái mức độ chi phối rất lớn với lại thị trường của chúng ta anh chị ha quỹ này thì chắc chắn anh chị à, mới tham gia thì một vài tháng bắt đầu anh chị cũng nghe rất là nhiều thông tin đã trên báo thời gian vừa qua thì quỹ này cũng có một số những cái thông tin chia sẻ là à, mức giá chứng khoán đang ở những cái vùng giá hấp dẫn nói chung thì theo một cái kinh nghiệm thôi nó không phải là một cái con số thống kê tuyệt đối nhưng mà thường khi các cái quỹ lớn họ chia sẻ những cái kỳ vọng về thị trường thì những cái giai đoạn đó thì chúng ta nó tương đối là có rủi ro anh chị ha thì chúng ta cùng soi một chút về cái danh mục của họ xem nên chị thấy nè FPT họ cũng đang nắm cái trọng số là 13,1% nè, MWG họ nắm 11,1 nè, Techcombank họ nắm 6,5 nè, HBG họ nắm 3,8% và gần như chị thấy những mà cổ phiếu khi mà họ nắm nhiều á là có một cái mức tăng tương đối là tốt so với lại thị trường của chúng ta nè. Chị tiếp tục mình xem một cái quỹ lớn thứ hai của Dagen nè. Cái quỹ này thì nó có khoảng tầm là 82.161 tỷ đồng. Còn cái quỹ này nó khoảng tầm là 28.544 tỷ đồng nè, cũng tương đối lớn anh chị ha. Họ cũng nắm chủ lực là MWG, FPT nè, Techcombank nè, Đức Giang nè, Hòa Phát nè. Trên đợt vừa anh thì thấy là sau Đức Giang nó có một cái nhịp tăng tương đối khỏe. Có những cái dạng thông tin chia sẻ ra về thị trường như thường nó thông tin đó chỉ là đến sau thôi. Còn trong đánh giá cái chủ đích của họ VPBank tăng mạnh nè, Đức Giang tăng mạnh nó đang phục triệu câu chuyện này và FRT cũng là một trong những cái nó tương quan là như thế anh chị ha để mà chia sẻ cho quý anh chị của chúng ta nắm nè Thì hay là coi thêm một số những cái quỹ khác những cái quỹ này thì nó nó không lớn bằng những cái quỹ đầu tiên nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ có những cái biến số nó tác động vào đó như là FPT nè Techcombank Hòa Phát ACB nói chung là cái danh mục của họ thì đại đa số nó sẽ nằm trong cái nhóm này và nhóm này đang có vận động khá là tốt so với là thị trường cho nên là cái điều mà đông muốn nói ra để cho anh chị nắm đó, đó chính là trong điện sắp tới có thể là thị trường sẽ phân hóa nhưng những mã cổ phiếu như thế này nó sẽ rất ít chỉnh có thể là nó sẽ không chỉnh hoặc thậm chí là nó phải tăng ngược để nó đáp ứng cho cái câu chuyện là phục vụ kéo NAV của quỹ anh chị ha. À, đây là một trong những cái nó cũng sẽ có sự tác động. Nhưng mà mình thì đang lo ngại một cái điều đó chính là tiêu cực đó chính là chỉ số chung về VIN30 sẽ bị đè giá và điều chỉnh và giảm xuống để phục vụ cho cái việc đó chính là quỹ của họ ao và sau về trường. Và đặc biệt khi nhìn vào cái quỹ lớn nhất của thị trường đó chính là cái quỹ veo này anh chị thấy chị hiện tại là hiệu suất của họ đang khá là thấp so với lại thị trường à, so với lại là chỉ số Vin30 cho nên chắc chắn đây cũng sẽ là một trong những cái điều nó tác động lên à, cái cái chỉ số của chúng ta này, anh chị nhìn là có một một trong những cái kỳ gần gần anh chị thấy nè đó là thường là cái chỉ số vin 50 nó sẽ điều chỉnh bắt đầu cái quỹ này bắt đầu nó tịnh tiến lên dần cho nên là anh chị của chúng ta cũng nên cân nhắc một chút ha nếu mà anh chị không có cổ phiếu nằm trong cái nhóm danh mục này thì anh chị cũng nên quản trị lại à, và đặc biệt là anh chị cũng nên tham khảo thêm cái góc nhìn chi, trước đó có chia sẻ cho quý anh chị á, những mã cổ phiếu trong giai đoạn gần đây khi mà tăng tốt tăng khỏe nó đều đến từ cái sự kỳ vọng của báo cáo tài chính quý 2 cho nên nếu anh chị nào mà chúng ta nắm những mã cổ phiếu trước đó có chia sẻ với anh chị nằm trong cái nhóm mà có kỳ vọng báo cáo tài chính quý 2 thì chắc chắn là sẽ có dòng tiền vào đỡ chắc chắn sẽ có dòng tiền tham gia nếu như anh chị bán ra thì chắc chắn cũng sẽ có người kỳ vọng cái sống này nó vẫn sẽ còn còn ví dụ như anh chị nằm những mã cổ phiếu nào mà nó không có câu chuyện báo cáo tài chính quý 2 thì khi mà thị trường của chúng ta điều chỉnh khi mà thị trường của chúng ta rung lắc chung thì những mã cổ phiếu không có dòng tiền mới chắc chắn sẽ bị đem ra điều chỉnh và ngày hôm nay thì hãy là tiếp tục như bất động sản này đây đồng đại mở cái này cho trực quan gì thấy nha à. phải có gần như là nhóm chứng khoán nhóm bất động sản ngày hôm nay điều chỉnh tương đối mạnh và bởi vì cái nhóm này nó không có báo có hoạt động kinh doanh quý 2 này quá là tích cực cho nên là xu hướng chung của nhóm này nó vẫn điều chỉnh và nó vẫn giảm xuống cho nên nếu anh chị nào nắm trong cổ phiếu trong cái nhóm này chắc chắn nó sẽ có một số những cái biến động khi mà thị trường chung của chúng ta nó gặp một cái vấn đề nên việc anh chị cần làm mới chính là chúng ta cần phải cơ cấu danh mục làm sao cho nó phù hợp nhất chắc chắn cái cơ cấu đen nói với quý anh chị nếu như chúng ta đã nắm một cổ phiếu nó không hiệu quả rồi anh chị phải đánh giá xem mà chúng ta có cầm margin hay không chúng ta nắm tỷ trọng cơ hay không khi anh chị hạ tỷ trọng xong rồi điều mà anh chị cần làm mới chính là anh chị cần bình tâm trở lại đứng ở một cái góc độ khách quan về thị trường chờ một cái cơ hội mới chứ không phải là ở đây chúng ta nói với nhau là ừ những cái danh mục này cổ phiếu này có khả năng tăng vì cho anh chị là chúng ta bán nhưng mà cổ phiếu khác để mua nhưng mà cổ phiếu này thời điểm này nó không phải là thời điểm quá tốt để mà anh chị tiếp tục mua cổ phiếu nữa nhưng mà anh chị nào chúng ta đang nắm nhưng mà cổ phiếu tốt này thì anh chị có thể là tiếp tục nắm giữ được bởi vì chúng ta có những cái kỳ vọng để mà chúng ta nắm còn anh chị nào chúng ta ngoài cái danh mục quỹ không nắm nhưng mà cổ phiếu có cái dòng tiền không nắm nhưng mà cổ phiếu có báo cáo động kinh doanh quý 2 thì chắc chắn nếu như nắm một cái mức tỷ trọng quá cao thì buộc anh chị phải nên cơ cấu bởi vì rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới đông đánh giá thị trường chung của chúng ta cũng không có quá nhiều điểm nổi bật và cái chiều mà nghiêng về rung lắc và điều chỉnh giảm xuống nó cũng có xác suất khoảng là 40 cho nên đông, đánh giá là về thị trường á, thì chúng ta cũng không có nhiều điều để mà chúng ta kỳ vọng quá nhiều hoa chủ yếu là vào những mã cổ phiếu đơn lẻ thôi À, cho nên là cũng có thể giải thích cho quý anh chị tại sao đợt vượt qua vi băng tăng nè đợt vượt qua đức gan tăng thì nó cũng nằm trong một cái tỷ trọng tương đối lớn của các quỹ và hòa phát trong một đoạn gần đây chị thấy không là rất khỏe rất khỏe so với lại thị trường có thể thị so trường mà gần như là bán rất mạnh nhưng mà tại sao mà hòa phát vẫn đỡ giá lên rất tốt như thế nào vi băng nè bán rất mạnh nhưng mà tại sao giá vẫn đỡ rất tốt thì rõ ràng là có một cái lực cầu khác họ đang thực hiện một cái chủ đích khác À, mà cả nhà có thể là chúng ta xem được hoặc là ví dụ như có một số những ông leader ví dụ như hòa phát đi thì có thể là nó sẽ kéo theo cái kỳ vọng một là chốt nền AV thứ hai là kỳ vọng mới có nền kinh doanh quý hai của nhóm ngành thép sẽ tương đối tốt khi mà so sánh với lại cùng kỳ sẽ đạt một cái mức tăng trưởng tốt cho nên đó là nhóm thép thì mình cũng có một cái góc nhìn và đánh giá nó tương đối là tốt À, để gọi là lựa chọn cổ phiếu thì chắc chắn là Hòa Phát sẽ là một cổ phiếu à, tương đối tốt để mà anh chị holding và nắm giữ. Còn ví dụ như Hoa Sen và Nam Kim thì nó có cái tính thị trường nó tương đối cao. Nhưng mà nếu như Hòa Phát mà tăng tốt và giữ được một cái đà tăng thì chắc nhưng mà cổ phiếu này nó không có rủi ro. Còn về mức độ mà tăng điểm được lên hay không thì Đông đang đánh giá cao một cổ phiếu Hoa Sen hơn. Khi mà Hoa Sen có một cái nhịp tăng sau những cái nhịp Tết cung trở lại thì cũng không tạo ra quá nhiều điểm mua giá rẻ nên cổ phiếu này nó tương đối tốt anh chị nào có nắm thì đông cùng chúc mừng cho cả nhà của chúng ta ha và video buổi tối ngày hôm nay đông cũng chỉ muốn cố gắng là tập trung cho anh chị với vấn đề này à, để cho anh chị của chúng ta nắm là thị trường chung của chúng ta cho mà sắp tới sẽ không có quá nhiều cơ hội về mặt tăng điểm cho nên chắc chắn nhưng mà cổ phiếu có tính thị trường sẽ không có yếu tố đồng thuận thậm chí nó sẽ có yếu tố là tiêu cực còn anh chị nào chúng ta có muốn nghiên cứu thêm về danh mục quỹ thì như hay là mở những cái trang web thì chủ yếu là đông đang tập trung phân tích quỹ lớn nhất thị trường đó chính là dc và đặc biệt đó chính là cái quỹ veo nè anh chị ha nó có một cái chọn số tương đối lớn và hiện tại bây giờ danh mục của nó vẫn đang có một cái hiệu suất thấp hơn so với lại thị trường thì chắc chắn cái quỹ này họ sẽ tác động vào chỉ số đặc biệt là tác động nhau cổ phiếu như thế này để họ cân chỉnh làm sao cho nên những mặt cổ phiếu nào mà có tác động vào thị trường nhiều mà danh mục của họ nắm cổ phiếu này ít thì rõ ràng nó sẽ không hiệu quả cho nên như thế là sau Vinhome trong thời gian vừa qua nè nó không hiệu quả so với lại thị trường của chúng ta rất nhiều Vinhome tiếp tục ngày hôm nay vẫn nằm ở giao dịch vùng đấy mà tại sao không có những cái nhịp phục hồi lên được bởi vì là đang có một lực đè cổ phiếu này rất mạnh thì đông đang đánh giá là đang phục phục, phục vụ tương đối nhiều cho cái câu chuyện là à, chốt náp NAV anh chị ha thì để mà sau cái kỳ chốt náp này xem cổ phiếu vận động như thế nào nhưng mà nhưng mà theo đánh giá chung của đông về phân tích kỹ thuật á chia sẻ quý anh chị những mã cổ phiếu nào mà nó đã có ba đường MA nằm trên như thế này thì mình rất ít quan tâm bởi vì thật sự những mã cổ phiếu khỏe nó vẫn còn đang còn rất nhiều và dư địa nó vẫn còn đang còn cho nên là ít quan tâm những một cổ phiếu như thế này anh chị ha còn riêng về nhóm bất động sản thì đông đánh giá là nhóm này ngày hôm nay điều chỉnh và bị bán nhiều anh chị cũng hoang mang và lo lắng nhưng mà thật ra những mà cổ phiếu có tính thị trường cao không có kỳ vọng thì bán thôi thì ra ngày hôm nay cũng không phải là những cái nhịp bán quá lớn anh chị nhưng mà chẳng qua là nhóm này mà nó bị điều chỉnh là vì sao bởi vì nó không có cầu bởi vì nhóm này nó không có cầu cho nên là chỉ cần có người bán ví dụ anh đông nói với chị là đang có 10 người bán mà chỉ có ba người mua thôi thì cái lực bán của 7 người còn lại nó sẽ tác động vào giá và nó sẽ bán xuống giá thấp hơn chắc chắn là những mà cổ phiếu này nó sẽ chưa tăng được chứ không phải nói là mà cổ phiếu này nó quá xấu nhưng vậy chất là bây giờ nó chưa có cầu giá ngày hôm nay nè điều chỉnh nhưng mà vol cũng thấp chứ tức là không phải là những cái nhịp bán quá lớn nhưng mà do không có cầu nên cổ phiếu này nó không có giữ được giá nhưng mà cổ phiếu không có tích. mà cổ phiếu có nhiều tính thị trường á nhưng cổ phiếu như là đông nhớ bất động sản thì nó không tốt còn như ngày nói nay chị thấy là có mà cổ phiếu TCH nó tăng nè cũng nhiều anh chị bảo là mà TCH nó tăng là vì thông tin gì bởi vì ngày mai là kỳ cơ cấu quỹ Sắp tới đây thì quỹ sẽ thêm khoảng 4 triệu mấy cổ phiếu TCH vào danh mục cơ cấu quỹ Có thể là ngày hôm nay bắt đầu họ đang cơ cấu dần rồi anh chị ha Có thể là trong ngày mai thì còn bao nhiêu thì họ sẽ cơ cấu nốt vào ngày mai Nên ông đánh giá cái nhịp tăng này của TCH nó đến rất nhiều vào cái câu chuyện là cơ cấu quỹ ETF vào ngày mai tức là hôm thứ sáu ngày mai á chứ không phải đến từ cái việc là có có động kinh doanh quá nhiều đâu anh chị bởi vì trước đó là cổ phiếu này nó đã phản ánh nó đang vượt trội hơn so với ngành bất động sản rồi còn cái nhịp tăng cuối này thì chủ yếu đến từ là cái kỳ cơ cấu quỹ ETF ngày mai thôi cho nên anh chị nào chúng ta có nắm cổ phiếu này anh chị có mua vùng giá thấp ví dụ đông nói ở những vùng giá giống như là vùng giá 13 14 thì cả nhà có thể là Hồ điên nắm giữ nó không có vấn đề nhưng anh chị nào mà chúng ta đang nắm ở cái vùng giá khoảng tầm là 18 19 tức là chúng ta đang không có biên lợi nhuận quá nhiều thì tốt nhất với những cái nhịp kéo như thế này thì anh chị cũng nên lựa chọn cách là chúng ta chốt lời à, bảo vệ cái thành quả của chúng ta anh chị ha à, và đó là tất cả những gì mà đông muốn chia sẻ với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay thông qua cái lăng kính đó chính là chốt náp NAV theo cái góc nhìn thực tế nhất của thị trường là không phải như chúng ta nghĩ ở bối cảnh trước đó đó chính là khi họ kéo thị trường lên thì chắc chắn là danh mục quỹ họ sẽ có lời nhưng mà cái cách của họ đang làm trong 2 năm vừa qua à, và đặc biệt trong cái hiện tại đó chính là họ đang muốn full bằng cách là họ phải đè thị trường và họ đẩy cái danh mục quỹ của họ lên à, đây là cách mà họ đang sử dụng anh chị ha và cảm ơn cả nhà rất nhiều đã đồng hành cùng với đông trong video buổi tối ngày hôm nay và cũng chúc cho quý anh chị của chúng ta giữ vững được cái tinh thần giai đoạn sắp tới đông đánh giá không hề dễ dàng giao dịch cho nên không phải là một giai đoạn dành cho tất cả nhà đầu tư ở trên thị trường có thể kiếm được khoản lợi nhuận và cơ hội càng bé thì chắc chắn là cái rủi ro nó sẽ càng nhiều hơn và việc mà chúng ta mua đúng cổ phiếu nó càng ngày nó càng thấp tức là anh chị mua 10 cổ phiếu thì xác suất mà anh chị thắng nó chỉ có hai cổ phiếu thôi thậm chí nó chỉ có một cổ phiếu thôi cho nên tốt nhất trong một cái hiện tại đó là những anh chị nào mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường thì có thể giai đoạn này là một trong những cái thời điểm rất tốt để mà cho anh chị nghỉ ngơi để chuẩn bị vốn chuẩn bị cho một cái giai đoạn thuận lợi hơn với lại thị trường anh chị ha và đó xin phép là chào tạm biệt anh chị